Ngày 6 tháng 1 năm 1974, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định số 33-QD-CA và thông tư số 03-TT-TC thành lập lực lượng cảnh sát bảo vệ, nay là lực lượng cảnh sát cơ động và tổ chức lễ ra mắt trọng thể vào ngày 15 tháng 4 năm 1974. Đây là một mốc son lịch sử của lực lượng cảnh sát cơ động và cũng từ đó, ngày 15 tháng 4 hàng năm đã trở thành ngày truyền thống của lực lượng trải qua nửa thế kỷ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, được sự quan tâm của đảng, nhà nước và ngành công an, sự thương yêu đầm bọc của nhân dân, lực lượng cảnh sát cơ động đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, góp phần tích cực vào sự bảo vệ an ninh quốc gia và trực tự an toàn xã hội. Tại các tỉnh Tây Nguyên, bọn phản động Phun tập hợp lực lượng lôi kéo thanh niên, người dân tộc vào rừng xây dựng căn cứ chống phá cách mạng. Chúng gây ra nhiều vụ chết chóc đau thương cho đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, bắt cóc, ám sát cán bộ. Lực lượng cảnh sát cơ động đã gan dạ, mưu trí, dũng cảm, đánh nhiều trận, tiêu diệt nhiều tên cầm đầu ngoan cố trong tổ chức Funro. Trong cuộc chiến đấu gian khổ, nhiều tấm gương hy sinh dũng cảm, thể hiện phẩm chất cao đẹp của lực lượng công an nhân dân nói chung, lực lượng cảnh sát cơ động nói riêng. Tiêu biểu là tấm gương chiến đấu dũng cảm, hy sinh oanh liệt của đồng chí Lưu Thế Hà, chiến sĩ cảnh sát bảo vệ cơ động thuộc tiểu đoàn 1, Cục Cảnh sát Bảo vệ. Đồng chí được truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tiểu đoàn 1, vinh dự được đảng và nhà nước truy tặng hai lần danh hiệu là đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Thôi thì uh, xuất thân cũng từ một anh lính của cảnh sát cơ động. Thì hiện nay tôi có một cái tâm niệm là anh em phải phát huy cái truyền thống cái thế hệ đi trước gian khổ lắm hy sinh nhiều anh rất là ngọn non trẻ mà cái lý tưởng cách mạng lúc bây giờ là 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 vĩ đại vậy lắm cho nên là tôi mong muốn rằng là anh em đã mạnh rồi đã lý tưởng rồi đã hy sinh gian khổ rồi nhưng mà phải cố gắng hơn nữa phát huy hơn nữa để hoàn thành cái nhiệm vụ. Trong những cái chiến công của lực lượng công an tỉnh Lâm Đồng cũng phải kể rằng là từ năm 1979 đến năm 1984 lực lượng cảnh sát cơ động công an tỉnh Lâm Đồng đã tham gia vào hàng trăm trận đánh để chi quét quân vô đã bắt và tiêu diệt hàng trăm tên thu giữ nhiều tài liệu quan trọng góp phần cùng các lực lượng khác giải quyết vấn đề cơ bản vấn đề vungô tại tỉnh lâm đồng nói riêng cũng như là các tỉnh tây nguyên nói chung. Dưới sự chỉ đạo lãnh đạo của bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, tỉnh ủy, Ủy ban dân tỉnh, đảng ủy, Ban giám đốc công an tỉnh, lực lượng Cảnh sát cơ động công an tỉnh lâm đồng đã làm tốt công tác nghiên cứu, nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu triển khai đồng bộ nhiều chương trình, kế hoạch, biện pháp công tác, lập được nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, kịp thời ngăn chặn, dập tắt các vụ gây rối, biểu tình, bạo loạn, đấu tranh triệt phá các chuyên án hình sự, ma túy đặc biệt nguy hiểm. Những kết quả nổi bật của lực lượng cảnh sát cơ động trong giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự và thực hiện thường xuyên các nhiệm vụ trọng tâm như đấu tranh phòng chống các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, lợi dụng các vấn đề dân tộc ở Tây Nguyên, giải cứu thành công 12 nạn nhân vụ sập hầm thủy điện đại dân Đại Chamo tham gia diễn tập đối phó những hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không tại cảng hàng không Liên Khương, phòng chống bạo loạn, biểu tình ở thôn Hang Hớt, xã Minh Linh, huyện Lâm Hà. Tham gia diễn tập, thực hiện các phương án phòng chống biểu tình bạo loạn, phương án A2, canh giữ bảo vệ mục tiêu, bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa quốc tế, quốc gia và địa phương. Gần đây nhất là trong thời điểm xảy ra vụ việc khủng bố ở Đắk Lắk khiến 4 chiến sĩ hy sinh, hai cán bộ, xã và ba người dân thiệt mạng. Lực lượng cảnh sát cơ động tăng cường các mặt công tác, triển khai các phương án đảm bảo an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm trong tỉnh. Những chuyên án lớn, vụ án phức tạp, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, truy bắt các đối tượng phạm tội nguy hiểm, hung hẳn, luôn có bóng dáng của các chiến sĩ cảnh sát cơ động các anh luôn sát cánh, hỗ trợ cùng đồng đội thuộc các đơn vị hình sự, ma túy, môi trường, lập nên những chiến công trên trận tuyến đảm bảo an ninh trật tự. Đáng chú ý là công tác đấu tranh với nạn khai thác khoáng sản trái phép từng xảy ra tại các địa bàn Đức Trọng, Lạc Dương, Bảo Lâm, xuyên đêm ngăn chặn triệt phá những tụ điểm sử dụng ma túy phức tạp, những đường dây buôn bán vận chuyển ma túy, tinh vi vào Lâm Đồng hay dầm sương, giải nắng cùng lực lượng cảnh sát giao thông bám chốt, bám đường, thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống dịch bệnh và hỗ trợ nhân dân trong những trường hợp thiên tai, khẩn cấp. Không những thế, các vụ án nóng, án điểm theo chỉ đạo của Bộ Công an, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh và ban giám đốc công an tỉnh, lực lượng cảnh sát cơ động luôn có mặt kịp thời, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tập thể Đảng ủy, lãnh đạo phòng cảnh sát cơ động xác định là không ngừng đổi mới, chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng ổn định, phát triển ngày càng lớn mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Với phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc, kết hợp với đồng bộ chuyên sâu từ đơn giản đến phức tạp, sát với thực tế chiến đấu, lấy huấn luyện thực hành làm chính, lực lượng cảnh sát cơ động công an tỉnh Lâm Đồng thường xuyên tổ chức huấn luyện, rèn kỹ năng tác chiến, kỹ chiến thuật. Qua đó, những kiến thức cần thiết về chính trị nghiệp vụ, pháp luật ngày càng được nâng cao. Kỹ năng tác chiến, điều lệnh công an nhân dân, võ thuật, kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu và sử dụng thành thạo các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ, trang bị phương tiện nghiệp vụ, thể chất, tăng sức bền, sức chịu đựng ngày càng được tô rèn, mài dũ. Bên cạnh đó, nhằm tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó với nhân dân, hàng năm, Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Lâm Đồng đều có chương trình hành quân về cơ sở. Tại đây, các hoạt động giúp dân, tuyên truyền pháp luật, dọn dẹp vệ sinh đường phố, biểu dương lực lượng và thăm hỏi các gia đình chính sách luôn được người dân đồng tình ủng hộ. Với sự lãnh đạo của đảng quỹ ban đốc công an tỉnh thì cùng với sự hỗ trợ phối hợp của các sở ban hành đặc biệt là sự giúp đỡ của người dân thì lực lượng công an Cảnh sát cơ động công an tỉnh Lâm Đồng trong thời gian vừa qua đã không ngừng lớn mạnh và đã thực hiện tốt cái nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương góp phần vào cái lịch sử vẻ vang hào hùng của công an tỉnh Lâm Đồng. Quá trình xây dựng và trưởng thành, lực lượng cảnh sát cơ động luôn dũng cảm, mưu trí, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Những thành tích đó đã được Đảng, nhà nước tặng thưởng huân chương chiến công hạng nhất huân chương chiến công hạng 3, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và rất nhiều bằng khen của Bộ Công an, Ủy ban Dân tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng trao tặng. Đặc biệt, năm 1979, cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát cơ động đã vinh dự được Cố Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng gửi tặng lãng hoa chúc mừng. Song những tặng thưởng đó sẽ không dừng lại, sẽ tiếp tục bởi những nhiệm vụ khó khăn, gian khổ đang chờ phía trước. Phát huy truyền thống 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ toàn lực lượng cảnh sát cơ động sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm cao thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng lực lượng công an nhân dân nói chung và lực lượng cảnh sát cơ động nói riêng, thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xứng đáng là lá chắn thép trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng đất nước Việt Nam phát triển bền vững.